Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu rau quả của nước ta đạt hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 2,8 tỷ đô la Mỹ. Dự báo năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam có thể đạt 5,8 đến 6 tỷ đô la Mỹ.